Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Độ Che Chở. Thành đồng chào quý vị, thành đồng giới thiệu phương pháp xem bói cho tất cả quý vị. Tại vì có rất là nhiều bạn là nhờ thành đồng xem, nhưng mà trong tiến trình là thành đồng ngồi trên xe nè, thành đồng đi ở ngoài đường, thành đồng không có thể nào cắt nghĩa và giải nghĩa cho quý vị được. Thì ở đây thành đồng hướng dẫn cho quý vị cái cách mà quý vị gieo cái quẻ bài, rồi quý vị sẽ chụp hình lại cái quẻ bài đó, quý vị đưa cho thành đồng xem và thành đồng sẽ giải nghĩa, cắt nghĩa cái câu quẻ số đó cho mọi người ha. Nhưng thanh đồng chỉ có thể chỉ được cho quý vị những gì thanh đồng chỉ thôi, tại vì có một số người thì họ có duyên căn thầy bà, họ có cái quyền được biết, còn có nhiều người họ chỉ là những người bình thường thôi, họ biết không được, họ biết thanh đồng bị phạt á. Cái thứ nhất á, mọi người mua một cái bộ bài xong rồi mọi người lấy 32 lá, từ lá 7 cho đến lá arch, cơ rô chuẩn bích gì lấy hết, 7, 8, 9 10, chay, đầm, ca và át. Mọi người lấy đủ 32 lá ha, từ cô rô trùng bích. Xong rồi mọi người nhớ nha, hai cái giờ linh thiêng để mà sinh quẻ xăm tốt nhất dành cho mọi người, những người bình thường là 5 giờ rưỡi sáng và 6 giờ rưỡi tối. Còn giờ trưa, giờ chiều thì tùy duyên, tùy duyên. Giờ nào cũng được, nhưng mà 2 giờ đó là giờ tốt nhất. Giờ cử quyền dễ cảm động nhất, góc đường âm dễ cảm động nhất ha. Rồi thứ hai, khi mà mình sinh thì mình làm gì? Mình thành tâm, mình thành tâm. Kể cả hiện tại thanh đồng đang đứng ở ngoài đường, thanh đồng đi công việc, thanh đồng rất bận, nhưng thanh đồng muốn đem cái sự vấn đáp, chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người lan tỏa đến rộng hơn. Cho nên là thanh đồng phải tìm cách luôn luôn thích hợp với mọi người. Tại vì thí dụ thanh đồng đang đi ngoài đường mà mọi người cần gấp quá, thanh đồng giải nghĩa, cắt nghĩa tiếp cho một câu trong cuộc sống, còn sao? Quý vị gieo quẻ, thanh đồng cắt nghĩa. Còn khi mà thanh đồng gieo quẻ cho quý vị nữa thì tuyệt vời rồi, tại vì cái bàn tay của thanh đồng là bàn tay cơ kỳ, bàn tay có căn số. Còn nếu như mà mình nhờ được một người có căn số, có mạng phần, mạng cách, có căn cơ gieo quẻ cho mình nữa thì tuyệt vời. Và chụp hình cái quẻ đó lại đưa cho thanh đồng ha. 32 lá quẻ số, xong rồi mình thành tâm, mình khấn, mình nhớ niệm cái câu Nam Mô Phật trước, rồi danh hiệu Phật, vị nào mình có duyên với vị nào mình niệm danh hiệu Phật vị đó. Cái câu thứ hai là gì? Nam Mô Cửu Huyền Thất Tổ. Thọ tên con là gì? Tam vị thánh tổ, thánh cô, tiên cô, tổ cô, 32 lá quẻ số. Thành tâm cho con tên họ tuổi, hỏi về vấn đề gì? Tình duyên, sự nghiệp, cuộc sống, đầu tư, gia đình, tình cảm, đất đai, gì đó. Rồi nam mình xào 7 cái, nữ mình xào 9 cái, rồi mình gieo, mình sắp 1, 2, 3, 4. Giống như cái bức hình mà quý vị đang nhìn đây, 1, 2, 3, 4, ngang, mình sắp ngang nha, 1, 2, 3, 4, xong rồi mình sắp tiếp theo, 1, 2, 4, sắp đủ 32 lá. Quý vị hay nhìn thấy thanh đồng gieo quẻ trên livestream là quý vị biết rồi đúng không? Nhớ cho thanh đồng 4 khẩu quyết, thanh đồng đi ở ngoài đường, chụp hình gửi qua thanh đồng cắt nghĩa cho, tại vì đôi khi quý vị gấp quá, mà thanh đồng thì không có điều kiện để ngồi trong cái khung giờ mà quý vị cần coi. Mà thanh đồng công phu, thanh đồng ngồi thiền, thanh đồng tụng kinh, thanh đồng trì chú, thanh đồng mà nhập thiền lâu lắm á, có thể sáng là mấy tiếng đồng hồ á, tối mà thanh đồng bận coi cho quý vị, sợ quý vị đợi lâu á, thanh đồng mới xả ra đó. Chứ bình thường thanh đồng mà ngồi là tới 3-4 giờ sáng luôn, ngồi xong ngủ xíu là thức dậy công phu luôn á. Rồi nhớ kỹ nha, 32 lá quẻ số, cái giờ nào giờ đẹp, giờ linh, lựa chọn cái chỗ coi cho phù hợp, cho đẹp, cho sang. Nhưng mà thường mình ngồi dưới bệ thờ ở nhà mình mở lên, nam mình xào 7 cái, nữ mình xào 9 cái ha. Rồi mình nhớ khấn thành tâm, cái gì cũng vậy, thành tâm mình khấn Nam Mô Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, tam vị thánh tổ, 32 lá bài, thánh cô, tiên cô, tổ cô, Nam Mô Cửu Huyền Thất Tổ, họ gì, con họ gì, bao nhiêu tuổi, tên gì, cho con hỏi về vấn đề gì. Rồi xào xong rồi gieo quẻ xong chụp hình đưa cho thanh đồng xem. Rồi chụp hình đưa cho thanh đồng là em vừa gieo quẻ xong, em hỏi về vấn đề tình duyên, gia đạo, tình cảm, công việc gì đó. Thanh đồng cắt nghĩa cái ý nghĩa của quẻ số đó cho quý vị xem, quý vị nghe, san sẻ với quý vị những cái lời khuyên, những cái sự chia sẻ và những cái điều vấn đáp. Nó kịp thời, nó cấp bách và nó đến đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng chỗ, khỏi ai phải đợi chờ lâu hết ha. Rồi cái vấn đề nữa là nếu mà mình có cơ mạng thầy bà thì mình gieo quẻ là quá tuyệt vời rồi. Còn mình không có cơ mạng thầy bà, mình gieo quẻ thì mình thành tâm nhiều hơn chút.
Còn mình nhờ được cái người nào mà có căn, có kiếp, có cơ, có kỳ mà gieo quẻ được cho mình thì quá xuất sắc, rất là ok. Cuối lời, Thanh Đồng chúc quý vị am hiểu được hết những gì Thanh Đồng nói, gieo được cái quẻ thành công và chụp hình gửi cho Thanh Đồng đúng duyên, đúng lúc Thanh Đồng cắt nghĩa cho quý vị ra chuyện, ra lẽ, ra nét, ra trò. Hoan hỷ tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, gốc tổ, gốc thầy, thánh cô, tiên cô, tổ cô, từ bi thương độ, che chở cho tất cả chúng con. Có điều gì thắc mắc, quý vị comment hỏi trực tiếp.